Chào các bạn đã đến với kênh Tiểu Tinh Thạch. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một loại đá quý có màu xanh tuyệt đẹp. Nó có tên là Lapis Lazuli. Chắc hẳn không còn xa lạ đối với những người chơi đá đúng không? Với màu xanh đặc trưng của quả địa cầu, Lapis Lazuli còn là một loại đá thiên nhiên. Tên gọi của nó xuất hiện từ thời Trung Cổ và bắt nguồn từ tiếng Ả Rập có nghĩa là bầu trời và tiếng Ba Tư, Lapis Lazuli có nghĩa là màu xanh lam. Ở Việt Nam, Lapis Lazuli còn được gọi cái tên rất là mỹ miều như là ngọc lưu ly, đá thiên thanh. Lapis Lazuli ngọc lưu ly là một loại đá bán quý có màu xanh lam tuyệt đẹp, được đánh giá khá cao ở thời trung đại vì màu sắc sặc sỡ của chúng. Thành phần chính của ngọc lưu ly là khoáng chất lazurite và các khoáng chất khác có thể bao gồm canxit trắng và các đớp lấp lánh của pyrite. Với độ cứng ở mức 5,5 mo, hệ tinh thể vô định hình và các nguyên tố chính chủ yếu như là lưu huỳnh, natri, nhôm silicat. Ngọc lưu ly phân bố nhiều nơi trên thế giới, nhưng nguồn chính chủ yếu ở Pakistan, Nga và Chile. Ở Ai Cập cổ đại, ngọc lưu ly là một loại đá quý rất được yêu thích. Trang sức ngọc lưu ly được tìm thấy trong các cuộc khai quật ở Ai Cập thời tiền sử từ 3.300 năm cho tới 3.100 năm trước công nguyên. Nó được tôn vinh là viên đá của quyền lực và trí tuệ. Ngọc lưu ly được hoàng gia Ai Cập sử dụng làm trang sức vòng tay, mũ mão hoặc đính lên quần áo. Bột lưu ly còn được hoàng gia Ai Cập sử dụng làm phấn mắt. Người Ai Cập không chỉ sử dụng ngọc lưu ly là một món trang sức, mà họ xem loại đá này rất là linh thiêng và hộ mệnh cho họ. Các bạn có thể thấy các sự kiện lớn nhỏ của người Ai Cập xưa luôn có sự hiện diện của loại đá lưu ly này. Từ nắp quan tài cho đến các vật phẩm tế lễ của các thầy phong thủy, những người có địa vị cao uy tín trong xã hội Ai Cập, trong văn hóa nhân gian Ba Tư, trên khắp các bờ biển cổ đại của Nam Mỹ, ngọc lưu ly được cho là bầu trời đầy sao thu nhỏ lại thành một viên đá quý và nắm giữ tất cả kiến thức về vũ trụ. Trong văn hóa Hồi giáo, ngọc lưu ly được chọn là bảo vật chống lại con mắt độc ác, và các tín đồ Phật giáo cũng sử dụng loại đá này để tăng năng lượng chữa bệnh linh hoạt và uyển chuyển, mở đường cho sự bình yên bên trong. Lapis lazuli, ngọc lưu ly, thật sự là một món quà thiên của trời đất. Rất ít loại đá quý có lịch sử huy hoàng như vậy, và ngay cả sau ngần ấy thời gian, ngọc lưu ly vẫn có giá trị và có chỗ đứng riêng của mình. Các đặc tính chữa bệnh của ngọc lưu ly. Ngọc lưu ly có hiệu quả làm dịu các chứng viêm và giúp hệ thống hô hấp thần kinh khỏe hơn. Nó làm sạch cổ họng và tuyến giáp, tốt cho những người bị các vấn đề về thanh âm hoặc viêm họng. Khi các bạn sử dụng trang sức ngọc lưu ly thì nó có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, làm mát, làm dịu chứng viêm, làm giảm chứng mất ngủ, khắc phục các triệu chứng trầm cảm và chóng mặt. Loại đá này trên thị trường ít có khi bị xử lý vì trữ lượng nhiều và giá thành rẻ. Vì vậy các bạn hãy chọn cho mình một viên ngọc lưu ly thật đẹp và mang lại may mắn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian theo dõi, quan tâm kênh của mình. Hãy like và subscribe để mình ra thêm các loại đá quý khác nhé.